từ tử hình xuống chung thân, rồi từ chung thân chấp hành án 20 năm tù. Cả Bùi Hải Bài và Nguyễn Tiến Trung có một điểm chung may mắn giống nhau, đó chính là điểm tựa mang tên gia đình, điểm tựa từ những người vợ, thấu hiểu và cam chịu, chấp nhận chờ đợi các phạm nhân trở về làm lại cuộc đời, cho dù con đường đó có chông gai và xa xôi đến mức nào. Cả hai người vợ như ngọn đèn le lói cho hai phạm nhân bấu víu, lấy đó làm động lực sống. Bị bắt bằng cảnh trong gia đình thì tất cả các cơ quan chức năng đến để lập biên bản đã bắt, thì tôi cũng chỉ xin lại mấy phút và tôi đã viết một cái giấy ly hôn và yêu cầu là vợ là khi anh đi rồi thì em phải đi lấy chồng đi, và mình muốn giải thoát cho người ta, không muốn để cho cô ấy đau khổ nữa. Thế nhưng mà cô vẫn cứ lên đây gặp, vẫn cứ thăm. Cái tình cảm của người vợ, của một người phụ nữ với tôi như thế, tôi thấy rằng nó một cái sự hy sinh quá lớn. Và kể cả những cái lá thư, rồi những cái lời nói, những cái hành động đến bây giờ mà tôi vẫn nghĩ một điều rằng mình vượt qua được mà đến có ngày hôm nay, phải nói là nhờ cô ấy nhiều. Một mình ấy, mẹ vợ tôi phải nuôi 8 anh chị em, cũng vất vả lắm. Thì về làm mỏ ấy, đi qua một cái cầu đến nhà vợ tôi thôi. Nhưng mà sau khi tôi xác định ấy, đúng là con người của tôi ấy, là năm 43 ngoài xã hội thật. Nhưng mà tôi mục đích là lấy vợ là lấy vợ quê. Bởi vì nó có những cái điểm tương đồng, bản thân với gia đình nhà tôi cũng nghèo lắm. Từ những cái khổ đi lên. Đấy. Thế cho nên là tôi lấy vợ thì tôi thích lấy vợ quê để cho nó tương đồng. Mà chính cái tương đồng đó ấy, đến ngày nay thì vợ tôi mới phải chung thủy với tôi.